ghi bàn, Van de Graaf CT13, bàn duy nhất trận đấu được ghi ngay đầu hiệp 1 từ trung vệ Stephanie Van de Graaf CT3 lên tham gia phạt góc và bật cao đẻ Tatiana Pinto để đánh đầu chéo góc tông lưới thủ môn In Pereira. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị khi Diêu Rót đứng dưới hàng thủ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính công nhận bàn thắng cho Hà Lan bởi số 6 không tham gia vào tình huống bóng. Thất bại này khiến Bồ Đào Nha trung phận trắng tay như Việt Nam, trước khi hai đội gặp nhau ở lượt 2 của bảng E vào ngày 27 tháng 7. Cả hai đều là tân binh ở World Cup. Trận này, Bồ Đào Nha trông chờ nhiều vào Jessica Silva, chân sút từng vô địch Champions League cùng Lyon, Pháp, mùa năm 2019 đến năm 2020 và vừa cùng Benfica giành cú đúp ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Silva đã chơi 100 trận cho Bồ Đào Nha không thể hiện được nhiều trước sự truy cản của trung vệ lệch phải Serida Spit. Sang hiệp 2, Silva chuyển sang cánh phải. Tiền đạo 28 tuổi khoét được vị trí của Dominic Janssen, nhưng trung vệ Stephanie Van de Graaf CT luôn đọc tình huống tốt, lao ra bọc lót hiệu quả. Chủ yếu tấn công cánh trái trong 70 phút đầu, Bồ Đào Nha không tạo được bất cứ pha bóng nào nguy hiểm. Huấn luyện viên Francisco Neto sau đó chỉ đạo các học trò chuyển sang đánh cánh phải, quét vào vị trí Dominic Janssen và bắt đầu có được những tình huống tấn công tốt. Phút 82, họ có được cú dứt điểm đúng.